Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay chúng tôi muốn đem đến một thiết kế đến từ nhà sản xuất Audemars Piguet. Xuất hiện từ cuối thế kỷ thứ 20, những chiếc Royal Oak of Soar được thiết kế dành cho những ai thực sự yêu thích dòng đồng hồ có kích thước lớn. Và nổi bật trong những cỗ máy Royal Oak of Soar là mẫu có tên gọi Elephant với mã hiệu 26470ST00A104CR01, có vẻ ngoài vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, để tránh việc phải gọi cái tên số hiệu dài dòng như vậy, giới mộ điệu đã đặt tên cho cỗ máy này là Elephant, vừa để rút ngắn tên gọi, vừa để mô tả chính xác thiết kế về chiếc đồng hồ này to và có tông màu xám chủ đạo, giống như bề ngoài của những chú voi. Với lần liếc qua đầu tiên, chúng ta có thể nhận thấy chiếc đồng hồ này có tông màu xám, điểm thêm trên đó là những chi tiết có màu đen. Bao quanh lớp kính sapphire trong suốt là vành bezel bát giác quen thuộc của dòng Royal Oak với 8 đinh vít được vít đều đặn ở bên trên đây. Tuy nhiên, những đinh vít này thực chất chỉ là chốt, còn đinh vít sẽ là được thực hiện ở phía sau để cố định bộ vỏ khung. Toàn bộ phần mặt trên của vành bezel vỏ đồng hồ đều được hoàn thiện theo phương pháp trải xước mảnh tinh tế. Đối lập với đó là phần cạnh phần vành bezel lại được đánh bóng, hay là phần viền ở đây đều được đánh bóng, đem lại độ tương phản rất là cao và hút ánh nhìn của người khác. Và chúng ta cũng không thể nào bỏ quên chi tiết như là nút bấm chronograph hay là núm điều chỉnh giờ tại góc 3 giờ của bộ vỏ khung được làm từ chất liệu gốm ceramic. Đây là một bản nâng cấp so với bản trước đó, khi hệ thống nút bấm chronograph và núm điều chỉnh giờ ở phiên bản trước được làm từ cao su, thì trong phiên bản này nhà sản xuất đã trang bị cho gốm ceramic. Mẫu đồng hồ này có đường kính là 42mm, nhưng thực tế khi chúng ta đo 42mm vốn là đo ở phần bề ngang của vành bezel mà không có tính đến phần càng bảo vệ hay là núm chỉnh giờ tại đây. Về phần khoảng cách càng nối dây thì sao? Nó khá là lớn và nhìn chung tổng thiết kế của bộ vỏ khung hay là càng nối dây, đây là một cỗ máy thời gian có kích thước khá lớn và sẽ không có phù hợp với cổ tay của ai quá nhỏ đâu. Đi kèm với mẫu đồng hồ Elephant này là dây đeo da cá sấu với tông màu xám và đi kèm cùng khóa cài bằng thép không gỉ chắc chắn ở phía sau. Và chúng ta hãy bàn về mặt số độc đáo của mẫu đồng hồ này. Những chi tiết trên mặt số như là mốc chỉ giờ, mặt số phụ của sổ ngày đều có màu đen và được bao bọc bằng một đường viền thép ở xung quanh. Dưới ánh nắng, những đường viền thép sẽ làm cho chiếc đồng hồ trở nên nổi bật hơn cả. Phần cửa sổ ngày tại góc 3 giờ được trang bị một cái kính lúp để có thể nhìn ngày rõ ràng hơn. Và kính lúp này được đặt ngay trong mặt số chứ không phải là ở ngoài lớp kính sapphire giống như những chiếc đồng hồ của nhà sản xuất Rolex. Để có thể xem giờ được trong môi trường thiếu ánh sáng như là trong bóng tối chẳng hạn, nhà sản xuất Audemars Piguet đã trang bị cho cỗ máy thời gian này hệ thống cọc chỉ giờ và hai kim giờ và kim phút ở trung tâm, chất phát quang Super Luminova, và chất phát quang này được hiện lên một màu đen. Bởi vậy, nếu như chúng ta không để ý kỹ, có thể sẽ bỏ qua mất chi tiết này. Ngoài ra, xung quanh mặt số xám là vành tachymeter, thang đo tốc độ màu đen có chữ trắng nổi bật sát với cả vành bezel ở đây. Thang đo tốc độ tachymeter thực sự không còn hữu dụng bởi vì có quá nhiều các công cụ hiện đại, thông minh hơn có thể đo tốc độ một cách chính xác và chuẩn xác hơn so với vành tachymeter ở những chiếc đồng hồ cơ học. Tuy nhiên, vành tachymeter đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thẩm mỹ. Với chiếc Royal Oak of Soar Elephant trên tay Gia Bảo Luxury, nhà sản xuất Audemars Piguet đã trang bị bộ máy caliber 3126/3840 được sản xuất in-house của hãng. Đây vốn là bộ máy 3132 của nhà sản xuất này và ngày nay được lắp thêm module chronograph. Về độ hoàn thiện, chúng ta hoàn toàn có thể xem được toàn bộ chi tiết bộ máy của chiếc đồng hồ này nhờ lớp kính sapphire được trang bị ở nắp lưng. Điều chúng ta có thể thấy rõ ràng nhất đó là rotor bằng vàng có thể chuyển động hai chiều. Ở bên trên đó có những đường khắc chi tiết ngôi sao hay là tên Audemars Piguet hay là logo AP ở đây. Bộ máy này có khả năng cung cấp năng lượng cho chiếc đồng hồ hoạt động trong vòng 50 giờ đồng hồ. Hiện tại, cỗ máy Audemars Piguet Royal Oak of Soar Chronograph 42mm
trên tay gia bảo Luxury được bán với mức giá là 26.000 USD. Và nếu như bạn có mong muốn sở hữu một chiếc đồng hồ thể thao cá tính và năng động như này, đừng quên liên hệ ngay với gia bảo Luxury tại website gia bảo luxury.com hoặc để lại comment dưới video này của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.